Chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với video của ngày hôm nay. Và hôm nay thì mình lại tiếp tục vào chơi cũng như kiếm tiền ở trong con game cao Vin tiếp anh em nhé. Thì ngày hôm nay mình dùng vốn là 10M thì xem là mình sẽ kiếm được bao nhiêu đây. Thì chắc chắn là nếu mà tầm độ x24 thì ta sẽ dừng lại nha. Nếu mà khó thì sẽ tầm khoảng lãi khoảng độ 50% vốn thôi. Thì đa phần đấy là khi mà anh em chơi thì chủ yếu là anh em sẽ chơi theo cái bản năng của mình là chính. Còn công thức hay là cái phương pháp chơi ấy, thì nó cũng không có công thức hay là phương pháp nào nó giúp cho anh bất bại cả. Không giúp cho anh em là 10 tay thắng cả 10 tay đâu, đúng không ạ? Mà tất cả nó đều dựa vào cái tâm lý hết. Thì ok, hôm nay mình sẽ vào chơi trò siêu xe tiếp anh em ơi. Mình chơi trò siêu xe tiếp. Và chắc chắn rồi, khi chơi siêu xe anh em nhớ cho mình một cái nguyên tắc nha. Một cái lỗi mà anh em thường hay mắc phải nhất đó là anh em dụ anh em đánh thì mình rất chi là lâu. Nhiều khi anh em đánh tận mười mấy 20 tay thì thật sự với anh em đánh mười mấy 20 tay là lộ bài ngay. Kiểu như mình ngồi một bàn lâu ấy thì nó lộ bài ngay anh em ạ. Mình đánh là mình phải có cái sự chuẩn bị trước. Đấy, mình phải có cái sự chuẩn bị trước. Thì hôm nay thì mình sẽ hôm trước là mình bỏ thứ tự là 1 2 3 4 như này đúng không? Thì hôm nay mình sẽ đánh đảo ngược lại đi. Mình sẽ bỏ là 2 4 1 3 đi. Đấy, mình sẽ bỏ là 2 4 1 3 đi anh em. Mình sẽ bỏ là 2 4 1 3 nha. Đấy. Bỏ 2 4 1 3 và đánh. Bây giờ mình tức là mình sẽ bỏ auto cho anh em để cho anh em cùng xem là cái phương pháp này nếu mà bỏ auto thì mình có win được không, đúng không? Đấy, con thứ hai nó còn x10 luôn thì mới dở chứ. Lỗ mất hai lốp anh em ạ. 2 4 4 thì tên này sẽ bỏ con Mazda. Tên này sẽ bỏ con Mazda. 2 4 1 3 nhá. Bỏ 2 4 1 3 nhá. Đánh to thì nói thật với anh em ấy, chi mà chơi siêu xe anh em nên đánh vừa phải thôi. Mỗi tay mình không nên vượt quá 2M cho đến 3M. Nên đánh dưới 2M là đẹp nhất mỗi tay ấy. Đây 2411 thì thay này mình sẽ bỏ con BMW. Đây, tổng cược của mình là 1M8 anh em nhá. Khi mà mình cược mình nên cược dưới 2M thôi thì nó sẽ là ok để tránh những trường hợp là anh em game nó thấy mình đánh to là nó soi kiểu như thế, đúng không? Vì thấy là mức độ vừa phải thôi là nó sẽ là đẹp nhất. Rồi mặt đà đấy, anh em có thể bỏ auto được mà. 3 thì con này sẽ bỏ con vua Sporgun nhá. Con này sẽ bỏ con vua Sporgun và tay này chắc chắn là kết thúc rồi. Tay này chắc chắn là kết thúc cái vòng đầu tiên, tức là bốn tay liên tiếp thì một tay về con siêu xe. Để xem tay này sẽ về con gì nào. Con này thì không biết tên là gì nhưng mà nói chung nó vẫn thắng là được rồi, đúng không? Lên 11M7. Đấy. Vậy thì bỏ theo ngẫu nhiên cũng khá là ngon. Thì bây giờ mình sẽ bỏ là, lúc nãy là 2413 đúng không? Thì bây giờ sẽ bỏ là 3142 đi. Đấy. Bây giờ mình sẽ bỏ 3142 đi. Tiếp tục bỏ con vua Sporgun trước. Nếu mà mình thay đổi quy luật này tự dưng mà nó về thì mình chấp nhận thôi nhá. Tại vì tự mình thay đổi quy luật mà. Ok, lại về mẹc. Về mẹc cũng chẳng vấn đề gì đâu, mình không lãi anh em ạ, cũng không lỗ mà thậm chí còn lãi 200k. 31. Tại vì lúc nãy cái vòng đầu tiên là mình tăng tất cả các ô là 600k ấy. Thì nó vượt qua 2M đâm ra là nó bị lỗ. Vượt quá 2M làm ra lỗ. Tầm này thì mình sẽ đánh đều như này, nó sẽ ổn áp hơn rất chi là nhiều. Rồi 3142 này. 42 là 4, tên này bỏ con Mazda nha anh em nhé. Tên này bỏ con Mazda. Đấy, đánh nó vừa phải thôi nó lại ổn đúng không anh em. Thế là chứng tỏ ngày kiếm 1-2M với con siêu xe này cũng không hề khó. Quan trọng là mình đánh ấy, là mình phải giữ đầu lạnh. Từ nãy chưa gãy tay nào nha anh em nhé. Mình đánh 8 tay thông thì mình nên chạy thôi, mình nên chạy đi, đừng có ở lại làm gì. Đánh sợ đến tay thứ 8 thì 9 thì gãy dở luôn ạ. 7 tay thông kiếm được 3M rồi anh em ạ. Trời ơi, theo anh em chúng ta còn nên đánh tay cuối không? Theo anh em nên đánh tay cuối không? Đánh nhá. 42 thì bỏ cái con vừa về đi. Đánh tay cuối nhá. Đánh tay cuối à? Nó mới về con x30 với x40 thôi rồi ấy. Bây giờ còn x30, x40 thì thôi rồi đấy. Úi giời ơi kìa.
Gì đấy? Gì đấy anh em? Ba con vừa rồi anh em ạ. Thôi được rồi, bỏ. Lần này sẽ bỏ 4, 3, 2, 1 đi. 6, 1, 2, 3. Làm một tay thật to rồi nào. BM đúp này. Lúc nãy là 13M, bây giờ lên được bao nhiêu đây? 14M không? 14M anh em ạ. Trời ơi, cầu đúng là cầu anh em ạ. Tôi chưa gặp trường hợp nó như này bây giờ luôn đấy. 43. 43 9 tay rồi đúng không? Ok thôi được rồi. Có lẽ là chạy đi thôi anh em ạ. Trời ơi, sợ quá, tí nữa thì toang rồi. Đấy, nói chung là anh em biết vì sao cái công thức đấy nó lại cực kỳ ngon ở trong con siêu xe không? Đánh 9 tay thì thắng 8 thì 9 tay. Bởi vì sao? Anh em đặt theo cái tỷ lệ đây là cái tỷ lệ thắng của anh em lên đến 66% nhé. 66% đánh theo công thức đấy, tỷ lệ cho con siêu xe thắng 66% luôn. Đây là gì đúng? Cái xác suất thắng thắng được tiền của em nó rất rất chi là cao. Rất chi là cao luôn, được chưa? Mà vốn là 10M một ngày kiếm 4 triệu không hề ít đâu em nhá. Rất chi là lớn rồi đấy. Rồi thì hôm nay thì mình sẽ review đến đây thôi. Anh em nào mà muốn chơi thì link mình sẽ để link đăng ký con game cao win mình sẽ để dưới phần mô tả cũng như là phần bình luận dưới video nhé. Anh em vào đăng ký xong em tải game về trải nghiệm. Công thức này là một công thức ngon nhất ở trong con game xe và mình khẳng định với anh em công thức này là công thức độc quyền của mình nha. Công thức này là công thức độc quyền của mình, được chưa? Rồi thì cái video này mình sẽ kết thúc ở đây nhá. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong những video tiếp theo của mình.